Đối với các bạn, những từ mà khi các bạn nhìn thì khác nhưng mà đọc cực kỳ giống. Rồi, đầu tiên chúng ta có phiên âm to, có tới tận 3 từ là to một chữ O, to hai chữ O và to số 2. Nghe đến đây xong các bạn sẽ than lên: má ơi! Chưa dừng lại đó, chúng ta có phiên âm see, và chúng ta có từ see có nghĩa là thấy, nhưng mà đổi chữ E cuối thành chữ A, chúng ta lại có từ see của biển, thấy biển. Chưa dừng lại đó, chúng ta có phiên âm son, son là con trai, nhưng mà đổi chữ O thành chữ U ở giữa, chúng ta có mặt trời, con trai của mặt trời. Rồi, dừng lại được rồi. Bây giờ các bạn biết từ đồng âm nào khác thì hãy để lại dưới phần bình luận giúp mình. Và đừng quên hãy cho mình một like, một subscribe để có nhiều động lực làm video cho các bạn nha.